nó nóng trực tiếp luôn. Cái da này da tái sinh thì cái này, cái này mình đóng màu gì hay nào? Đâu không? Cái này nó chết luôn hả? Dạ, cái đó nó chết. Nó đó để đóng trực tiếp luôn. Đóng trực tiếp luôn hả? Phải xài sử dụng bố cao su rồi, bố cao su đóng bố đó lại. Dạ, bố cao su đây có nè. Bố cao su nè. Lấy bố cao su đóng lại. Anh đóng phạm hết cỡ luôn nha. Đóng hết cỡ luôn hả? Dạ. Đóng cứ đóng sát vô. Để kiểm tra là coi nó có bị xì mũi giống như là cái nắp cắt rồi hay không. Đóng cái da cây tái sinh là cái da cây dễ bị xì mũi nhất á. Ờ đúng rồi, dễ bị xì lắm. Dạ, cứng quá ha. Không gì, không gì. Anh lấy cái búa sắt anh đóng cho lẹ cũng được. Anh quen đóng búa sắt cho được. Quen đóng búa sắt à? Anh không đóng. Cái này cũng cứng lắm, đóng búa sắt thì nó này nhịp hơi chứ đâu có đóng mạnh đâu mà bởi nó. Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Cái này cái viền đóng vô hơi mạnh, hơi dập. Ừ. Anh làm thêm mấy cái khoen nữa cho dễ. Anh đóng vô cái kia luôn. Giờ lát nữa mà mình lấy cái gì mình gắn bịch khí này. À cái này nó có cái túi khí riêng của nó. Có túi khí riêng của nó đã không? Cắm vô thì không thọt. Cái đó thôi. Đầu mà cái đầu mà. Lát nữa mình kiểm tra coi nó có bị xì mũ không. Cái loại này có cái độ thông thoáng nó lớn á. Ừ. Nên cái áp suất ở trong nó không có ép vô cây. Nó bự nó lớn nè. Dạ. Yeah. Nên anh dùng da tái sinh thì làm cái này thì nó đỡ được cái đó. Ừ. Đỡ được cái cực khi mà cái vấn đề mà nắp chóp nó xì mũ. Nè thấy bộ yên ta. Dạ. Yeah. Cái lỗ nó lớn nè. Dạ, yeah, ừ. Cái lỗ nó to. Cái lỗ nó lớn thì nó to. Được khi mà mũ có xì trong này á thì thường nó sẽ đông lại điền cho mình. Có nghĩa cái khúc ngoài thì do cái dập cái da mình đông mạnh dập da thì nó xì mũ, nhưng mà lát nữa mình sẽ quan sát là ở trong đây có bị xì không. Ờ. Anh thêm cây nữa. Ừ. Để anh thêm cây. Anh cứ đóng hết cỡ cái phần bị nắp vô. Cái này nó đỡ cực cho mình. Ừ. Da tái sinh nó khó đóng lắm, nó không dễ đâu. Dạ. Nó bị nó không liền cây liền da kia. Cái này tính ra từ năm ngoái năm nay chưa hết dòng cây đâu ha. Ờ, chưa. Cây này cây to nhỏ quá. Thì cây nhỏ thì nó hết nha, còn cây lớn nó không có hết nổi. Mình làm qua năm nay cái sản lượng mũ nó tốt không anh? Nó cũng tương đối như năm rồi á. Năm nay có cái thời tiết nó ừ. nó khó hơn năm rồi, mấy vùng cây truyền thống khu vực này cũng giảm mũ đúng không anh? Ờ, nó cũng hơi giảm hơn năm rồi, không bằng năm rồi. Thì hiện tại cái vườn này 500 cây mình lấy trung bình khoảng bao nhiêu ký á? 500 cây bình 100 ký. Dạ. 100 m 2. Dễ đóng hơn đúng không? Dễ đóng hơn kia. Công dễ làm hơn. Dễ đóng kia. Kiểm tra lại bây giờ nếu mà cái nào xì là bây giờ nãy giờ là 5-10 phút nãy giờ là cũng đủ biết rồi đúng không anh? Này vừa mới nè. Không bị xì miếng nào hết. Này da tái sinh nha. À, cái này ở ngoài nó bị dập da nên nó bị mủ ra ngoài, nhưng mà ở trong à, thấy có bị không? Không. Trong không bị đúng không? Ừ, ở trong không bị. Tại lỗ nó to quá nó mình nhìn à. Thấy đâu thấy mũ nè. Ở ngoài nó bị dập cứng vào cái da. Dập thêm mấy da nè. Trong là không xì mũ. Tra cái kia luôn. Tầm khoảng nửa tiếng nữa mình sẽ kiểm tra lại 20 lần. Còn hiện tại giờ nãy giờ tầm khoảng 10 phút thì mình cũng anh thấy cũng không có đúng không? Ừ. Bên trong không có. Từ từ em bật đèn flash lên cho quay vô cái lỗ mới thấy được. Cái này da tái sinh làm rất là tốt anh. Tại cái vì này, nó cái này da tái sinh anh làm này anh có thể là khoan nhiều mũi hơn. Cái này che mắt rồi. Đó, ở trong nè. Không có mũ bên trong. Không mũ tràn bên trong. Còn cái này gắn cách nào? Anh nhấn trực tiếp vô. Nhấn trực tiếp vô hả? Dạ, cái này cái này. Nó xanh không nhiều. Nhấn cái này đi. Đó. Nhấn vô. Là xong. Nhấn vô là xong hả? Còn khi mà bơm thì anh rút ra. Ừ. Rồi sau đó một tay thắng. Cầm
cái cấp bơm nha. Cái này bơm đây. Ví dụ như anh đi bơm á. Túi này nhím như nè. Nó nhím nè. Tháo ra cái nặng cho được. Rồi đây. Dạ, anh bơm vô xong rút lên mở bẻ thật ra vậy. Mình dùng một giây cũng được, cái hay như mình cầm vậy nè. Thì anh cầm cái tay này, anh bỏ lên dẫn, rồi sau đó cái tay anh cầm đồ bơm á, anh gắn cái đây liền luôn, rồi anh bơm nó vừa bung ra cái anh bỏ vô đây. Thì cái túi nhúng này nó được một đặc tính á là nó giữ khí tốt hơn túi PVC. Nên là khí tốt hơn nhiều không? Dạ, nhưng cái này chẳng hạn như một lần anh bơm khí á thì 2-3 lần anh lấy mẫu, nhưng mà hàng này một lần bơm khí là tới 5-6 lần anh phải lấy mẫu. Và lượng mẫu nó đều ổn định hơn. Giờ trong khi mình bơm rồi là mình để có tại gì chưa hả? Không, không cần. Chẳng để bình thường. Để bình thường. Có nghĩa mình bơm đúng cái lượng khí thì nó không có đẩy ra. Tại vì cái tỷ trọng của khí ethylene nó gần bằng tỷ trọng của không khí luôn. Nên khi mà chẳng hạn như cái này đi, anh bơm ra, anh khỏi cần gắn gì, anh bỏ ra ngoài đây nè, anh bỏ như thế này. Tầm khoảng 2-3 ngày đi. Thì khi mà cái khí trong đây nè, nó vẫn gần như là vẫn là khí ethylene. Có nghĩa là cái trọng lượng riêng của khí ethylene với không khí thì ethylene nó chỉ nhẹ hơn không khí rất là ít thôi, nên nó không có đủ cái giống như nó đủ cái độ chênh lệch áp suất để mà nó thoát ra ngoài. Nên cái chuyện mà anh bơm xong mà anh giữ tầm khoảng có vài giây anh cắm vô là nó gần như không ra cái gì hết. Còn anh có thể thử anh bỏ cả ngày 2-3 tuần cũng được, thì ở trong đây anh bóp ra anh ngửi mùi vẫn là khí ethylene. Đó, nó có cái điều đặc biệt như vậy. Mình bơm một lần là khoan được tới 4-5 mũi rồi. Dạ đúng rồi. Thì cái này đỡ hôm nào thắng gửi cho. Nó đỡ hơn cái công của mình. Dạ đúng rồi. Và cái này giờ cũng dễ nữa. Giờ anh mở ra cái này cái đúng không? Anh cầm này anh dứt ra cái anh bỏ này anh đóng luôn. Đóng trực tiếp luôn. Thì nó tiện hơn. Đó. Và anh thấy nè, trong này cũng đâu có xì, nó bị ở ngoài nhưng mà bên trong là gần như không có nè. Anh nhìn trong cái lỗ đâu có miếng mũi nè trong đó. Đó. Xanh sắp xanh dương nhẹ đó, nên nó đặc tính là nó là đóng vô da cái tái sinh thì nó không có bị xì mũ ở trong. Nên nó khỏe được cái khâu mà anh bơm khí, anh không có cần phải cực trong quá trình mà nó mũ nó vô trong túi khí. Cái này làm mình thơ công á thì nó dễ dàng, nó khỏe. Nếu mình làm được cái này thì nó đỡ công mình cho anh chút. Dạ. Thì qua năm nay anh làm anh thấy có quen chưa, quen cái công việc chưa? Quen à. Dạ. Làm với con quen à. Bây giờ mình làm hết năm rồi, hết năm nay làm năm thứ hai, làm với mình cũng quen. Như mình bất cứ nạp ga cũng nạp khí cũng vậy mà. Dạ. Đóng lớp chớp, giờ lớp chớp cũng vậy. Dạ. Làm với nó cũng quen. Anh thấy với cái sản lượng như năm nay thì anh thấy hiệu quả không? 500 mấy cái cây này là nếu mà mình nạp ga là thăng mũi đầu tiên đúng không? Dạ. trên 100 kg. Dạ. Trên 100 kg, rồi cái mũi thứ hai á là nó giảm lại. Dạ. Mà năm nay nó ngộ nó giảm ít hơn năm rồi. Dạ. Ví dụ năm rồi, ví dụ mình được 140 đi, có nghĩa là mình nạp khí vô mình nhưng mình phan một mũi đầu. Dạ. Ví dụ 140 hoặc là 150, cái mũi kế nó còn có 80-90%. À, nó chênh lệch nhiều. Mà năm nay thí dụ mình nạp ga vô, ví dụ mình phan lấy mũi đầu 101-102, thí dụ vậy á, mũi kế 90-90 mấy nó cũng chênh lệch nhau chừng 20 kg. Dạ. Còn năm rồi nó chênh lệch nó tới 30-40 kg. Dạ. Thấy cái những cái vùng da tái sinh á, nó cái vùng da mà anh khoan á thì nó có bị mất tiếng mũ hay gì không? Không. Dạ. Nhiều khi anh thấy nó bị nó nứt này nè, anh thực sự ra là chúng nó cũng xì mũ á. Dạ. Là nó đùn ra là nó còn cao hơn cái mặt cũ đúng không? Ừ. Nó cao hơn cái mặt da cũ của nó. Ừ, nó hơi cao hơn mặt da cũ của nó. À, tiếng mũ là nó, mũ bình thường. Cái tiếng mũ bình thường nè, có gì đâu. Kệ kệ nhẹ nó cũng bắt đầu xì mũ nhẹ. Ừ, chỉ mình cạo nhẹ thôi nó mới xì mũ nè. Đó. Mình cạo này ra ba cái vỏ nó nứt nè, cạo ra nè nó cũng liền. Tiếng mũ nó cũng còn tốt lắm. Cây này mình ăn biết chừng nào mà lên nó có cái ngang mặt, ngang đầu. Thì cây này nó chỉ có cái vấn đề là hồi xưa cái bộ áp khí cũ, cái vấn đề mà cái nắp chóp nó đóng hơi khó khăn. Nên người ta làm nó cũng cực cái vấn đề về cái nắp chóp. Nhưng mà hiện tại thì ra cái loại này nó sẽ khắc phục được tất cả các vấn đề dành cho da cái tái sinh. Là cái lượng mũ nữa, cái lượng khí nó sẽ vô ổn định. Tại tái sinh cái lượng khí mà nó vô hỗn á, cái sẽ chênh lệch mũi đầu mũi hai rất nhiều và mũi ba mũi rất là giảm. Còn cái túi nhúng á thì nó sẽ giúp cho lần 1, lần 2, lần 3, lần 4, lần 5 nó sẽ xè nhau.
Nó sợi sợi nó không rồi. Cách nhiều không? Không cách nhiều nên cái da tái sinh nó sẽ chịu được. Còn nếu mà cái túi PVC thì cái lần đầu nó quá nhiều mũ đi thì lần hai nó sẽ giảm nhiều và lần ba giảm nhiều. Và đồng thời cái mạch mũ và tái sinh khi mà mất cái lượng mũ quá nhiều vào cái lần đầu nó sẽ nhiều không nổi, nó dễ bị giảm nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn khi mà cái sản lượng mũ ra đều vậy thì nó sẽ được cái là cái tuyến mũ nó duy trì lâu. Nó sẽ làm rất là nhanh đó. Đó, như thế này không có bị mũ vô trong đất chót. Anh thấy lạ không? Mình làm cái này ba cái da tái sinh này nó dễ, nếu mà đóng không biết cách đóng nó dễ bị chạy mũi lắm á. Dạ. Nó chảy nhiều quá cái nó bị ngạt ở trong cái nắp chóp á. Dạ, đúng rồi. Bít cái đường lỗ mà để mình nó thông thương. Dạ. Mình bơm khí vô trong bịch khí mà nó hút vô trong cây cao su mình á. Nịnh khí nó da nó bị đặc lợi là không có hiệu quả, cây nó. Dạ. Lát nó phăng mũi thịt. Dạ. Tại vì anh để ý bởi nhiều khi bởi làm này cũng khó, mướn người phải mướn người biết làm mới được. Dạ. Chứ nó đóng quá cái nó chảy mũi từ lum cho lát nó mình phăng không có mũi. Dạ. Nhưng mà với cái này anh nghĩ là cái vấn đề hơi công dành cho da tái sinh anh nghĩ là khắc phục được cái nắp chóp này. Tại vì hồi nào giờ thì anh chưa xài cái loại thứ nào gọi loại này mà nhưng giờ thì thấy sớm giờ đóng nó mà nhưng mũ. Dạ. không có chảy được, tại vì trong đó nó cái đường cái lỗ nó bự lớn đó. Dạ. Thành ra mình nhìn vô thấy mình đâu thấy mũ chảy ra đâu, nhưng thì giờ mình cũng chưa xài cũng chưa biết làm sao. Dạ, thì nãy giờ anh thử nghiệm mấy cây á, anh thấy là nó có đặc tính là không có mũ nó xì bên trong, đúng không? Không xì. Nó có cái hay là vậy. Xì là ba cái da dập của ngoài mình đóng nó dập vô cái da bên ngoài thôi. Cái này có cái flash em bật lên đây đó, em bật cái flash lên đó, anh thấy không? Ở trong không có một miếng mũ nào bên trong. Ở trong không miếng mũ nữa ha. Đó. Ở ngoài mũ chảy lồng lồng, ở trong là không có miếng mũ. Qua cái cây bị chảy cái đóng mũ đó nè, cũng vậy. Đây, với cái lượng mũ này là có nghĩa là thường là nó chảy ròng ròng luôn nè, là thường là như thế này là ở trong là bị xì đúng không anh? Thường nếu mà anh đóng cái nắp kia là. Dạ. Nó chảy vậy là ở trong bị á. Dạ, như này anh thấy không? Em bật đèn lên nè. Đó, nó không bị mũ vô trong. cái đặc biệt của cái này là vậy, với lại cái khoang inox sẽ của cái này em sẽ làm rất là bén nên nó đảm bảo là nó bám rất là tốt và đồng thời là nó không có bị hở, nó bị hở cái phần tét ra. Và nên thao tác mà thao tác anh dời anh cũng không bao giờ mũ xì trong đây, thì khi anh dời là anh tháo này ra đúng không? Thì anh đóng ba, đến khi anh bơm á thì lúc đó cái này xì không là anh biết rồi. Thì không biết rồi. Cho dù xì đi chăng nữa anh rút ra cái xong anh cắm lại là xong. Đó, nên cái lỗ nó lớn mình cũng dễ làm đó. Dạ, nên cái vấn đề này gần như là cái vấn đề xì mũi túi khí là đối với cái này là không có, hoàn toàn không có. Tại vì anh mỗi lần anh giờ lớp chớp là anh phải gửi cho anh chứ anh đâu có để trong cái bịch này dính luôn đâu. Dạ. Nó chảy ra vô bịch. Dạ. Nhưng mà làm đó thì nó tốn công, còn làm này anh thấy rút ra rút vô thì nó dễ hơn nhiều. Tại cái thao tác mà mình rút ra nó cũng là cái thao tác mình để bơm khí luôn thì nó là 2:1 luôn. Đó. Nó rút ra cũng chính là cái mà mình để bơm khí vậy đó. Nhét vô thì cái thao tác này nhanh hơn thao tác gỡ nút bít nhiều, đúng không anh? Đó. Thao tác nhanh hơn thao tác gỡ nút bít nhiều. Nhanh hơn. Anh thử gỡ nút bít em với thao tác em em gỡ coi. Cái này mỗi lần. Bây giờ 1 2 ha. 1 nè. Mình làm khí mình phải mới gỡ ra gì. À, rồi 2 nè. Đó, em cắm vô. Rồi em với anh làm cùng lúc nha. Nè. 1 nè. Rồi bơm vô cái bắt đầu bẻ lại mới gắn vô. Rồi 2 nè. Đó, rõ ràng là cái này nó nhanh hơn. Nó thao tác nhiều hơn và cái lượng mũ mà anh chảy quá trời đây nhưng mà ở trong nó không, nó vẫn cái da trong nó vẫn không có bị mũ vô. Đó. Nói chung là cái này là cái này nó khắc phục được cái vấn đề mà lấy mũ trên da cây tái sinh. Nếu mà 500 cây này mà nếu mà cạo da tái sinh là có nó được khoảng bao nhiêu mũ anh nhỉ? Nếu mà cạo da tái sinh đó hả? Dạ. Nếu mà cạo đúng không? Dạ đúng rồi. Thì một lần mướn công cạo nó cạo khoảng cỡ 500 cây thì có 70 kg, 60-70 kg. À dạ, cũng ít nha. Tính là cái cây của mình là gần như là cạo tới chẳng ba hết đúng không anh? Cạo trong đó đó. À. Nên cái này nếu mà năm ngoái mình không là áp khí chắc năm nay chắc cũng thanh lý anh nhỉ? Dạ, nếu mà mình không có áp khí là chắc ông anh ông cũng thanh lý luôn. Chứ dạ. Giờ cạo không mướn cạo, công không có công cạo hỏi như để làm gì giờ? Thì nhờ năm rồi đó ảnh mới phát triển ra, ảnh làm ba cái phan giờ được để phan luôn. Dạ.
chứ phan không được rồi chắc anh cũng thanh lý anh đâu đợi. Năm nay là lá cây nó tốt hơn năm ngoái nữa. Năm nay vườn thấy vườn năm nay lá tốt. Đúng rồi, năm rồi. Năm rồi vườn lá nó xấu. Nghĩ trong cái mùa đợt áp thấp này nó mới trung bình 100 kg nhưng mà qua đợt áp thấp em nghĩ nó lên lại liền. Anh giật cái độ lên tầm khoảng 35-36 độ là sản lượng sẽ kéo theo. Đúng rồi, cái hôm tháng trước á, cái tháng 6 á. Tháng 6 mình tới trên một phần cạo vậy là trên 100 kg á, cạo trên 100 kg. Có tháng 7, tháng 8 này mưa nhiều quá, nhiều quá. Tại vì mưa là thứ nhất là nó không có ánh sáng mà mình đâu bỏ cửa nào đúng không anh? Thì mưa mình đâu bỏ cửa nào nên làm này mưa ta cạo thì chứ mình cứ cạo bình tức phang, cứ phang bình thường. Nó dẫn tới cái cây nó không có quang hợp được thì cái sản lượng mũ bắt buộc nó sẽ giảm rồi, nó không thể nào mà mình so sánh với những cái ngày mà thời tiết bình thường được. Nên thời tiết này mình phải chịu đó, nhưng mà khi mà vừa cái có nắng lên là anh kéo cái độ lên giùm em cái là sản lượng nó mới tăng theo. Chứ đừng có để cái độ giống như độ của ngày mưa. Anh kéo đi đảm bảo với anh là sản lượng tăng theo liền. Mà nhưng mẫu đợt anh giờ đắp chớp là độ nó lên lợi. Dạ. Tại vì anh giờ đắp chớp ví dụ anh bỏ cái chỗ này thì anh đóng chỗ khác. Dạ. Là mình phan là cái chỗ khác. Dạ. Là độ nó vẫn kéo lên lợi. Dạ. Còn nếu mình để gì thì mình phan tiếp thì nó độ thì nó 33-33-32. Còn không thì vừa qua đến mùa nắng là mùa hết cái áp thấp là anh về thì phát. Mà tại vì trời cái này mưa hoài. Nhiều khi trời cái này ông mưa, có khi mưa ngày, có khi mưa đêm. Cái này theo anh thì làm cái này biết bao giờ mới hết gia cây? Gia cây à? Biết chỗ nào hết. Tính là nguyên năm ngoái đến năm nay là làm chưa hết vòng nè, từ khúc này bắt đầu giáp vòng nè. Làm này chắc không biết bao giờ mới hết gia cây luôn. Làm năm rồi mà chưa có hết, tới giờ có cây mới tới mới giáp. Nãy giờ nửa tiếng là đảm bảo là cái thời gian nãy giờ nửa tiếng là đảm bảo cái ở trong là chắc chắn là không ra mũ đâu. Thường nếu mà phạm mà nửa tiếng là nó xì ra trong hết rồi đúng không? Nếu mà nó bị xì vô là trong vòng 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ là nó xì nó chảy rồi. Chảy ra rồi. Chỗ này nửa tiếng là không thấy một tí mũ nào trong cái lỗ hết. Còn cái này nếu mà anh có chuyển đổi thì bên em sẽ hỗ trợ cái giá tốt nhất, gọi là giá không có lợi nhuận á. Để anh chuyển đổi để cho mình làm cho nó đỡ tốn công, kén thời gian. Anh để ông anh lên cái thắng. Anh chở ảnh ra đây chỉ anh coi coi. Dạ. Thấy có thể mình đổi được, mình đổi lợi ba này nó nhẹ công chút. Dạ. Mình thấy công nó dễ hơn. Đỡ cái vụ mà mũ nó không có bị xì chảy ra cả túi khí lại nữa. Dạ. Vậy lát cho anh ba cái túi vậy đi ha. Dạ. Thử ba cây này, mấy cây này coi nửa ảnh lên cái chở ảnh ra cho anh coi cái. Có gì nữa mình anh em cứ liên hệ sao. Dạ dạ. Đổi đợi này thì nó cũng nhẹ công mình là một với hai nữa, nó cũng không có chạy ngược mũ ra túi khí lại. Dạ. Thôi cái này cũng đâu có. Không có cái nào bị hết. Hai cái cây đóng cố tình cho xì mũ luôn cũng không bị. Hồi nãy anh đóng hơi mạnh chứ xì luôn mà nó không chảy ra đâu. Tại vì anh thường đóng nhẹ tay không mà, nhưng anh thấy cái nó mới anh đóng cho hơn nặng tay chút coi nó có mũ nó có xì ra ngoài luôn hay không. Cái nhẹ mà hồi xưa mà anh đóng cho nó không xì mũ á thì mình phải đóng gõ nhẹ từng cái để cho cái áp lực khi mà nó vô nó thoát qua cái lỗ nhỏ nó ra ngoài được. Còn khi mà anh mạnh á thì nó lập tức là nó không khí trong đó bị nén, nó tức vô trong cái phần vết hương của da cây là nó sẽ dễ bị xì mũ. Nên tại sao mà cái da tái sinh mà anh phải đóng cái nắp chóp cũ là anh phải đóng nhẹ thì mới không xì mũ là vậy. Mặc dù độ lúng nó như nhau, anh đóng mạnh với đóng nhẹ thì anh canh độ lúng nó bằng nhau, nhưng mà anh phải đóng nhẹ để cho nó không có bị tức. Cái khí trong đó không bị tức, nó chèn vô trong cái vết thương. Nhưng mà đối với cái cây này thì đặc biệt là cái nắp này, đặc biệt cái lỗ nó to nè. Nên anh đóng thoải mái thì nó không bị tức cái đó. Cái... anh đóng ba cái đó, anh đóng nhẹ tay lắm, anh đóng ví dụ 10 cây chứ chừng chải dựng cây 2 cây chứ không nhiều. Dạ. Đóng nhẹ tay lắm, đóng mình nhịp từ từ cũng vô chứ còn